Dạ thưa sư, sư có thể cho con hỏi về ý nghĩa cốt lõi của bài kinh Sa Môn Quả được không? Tại con có nghe qua chuyện vua A Xà Thế đã nghe Đức Phật giảng bài kinh đó, và Đức Phật nói nếu như vua không phạm ngũ nghịch đại tội thì có thể chứng sơ quả sau khi nghe bài kinh đó. Con tìm hiểu thì thấy vị thánh sơ quả đã đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Con cũng đọc qua bài kinh Sa Môn Quả nhưng chưa hiểu được ý nghĩa nào trong kinh có thể giúp vua A Xà Thế có thể đoạn trừ được thân kiến ạ. Mong sư giải đáp thắc mắc này giúp con. Bài kinh Sa Môn Quả đó tóm tắt thì chỉ ngắn gọn thôi, là Đức Thế Tôn nói về quả báo của phẩm vị Sa Môn. Cho nên á, toàn bộ bài kinh là Đức Thế Tôn nói về quả báo của phẩm vị Sa Môn. Thành ra là nếu mình đọc hiểu, mình có khả năng đọc hiểu thì mình sẽ hoan hỷ với quả vị Sa Môn có những cái phẩm hạnh nào. Thì ở đây đó, nếu như một vị có khả năng hiểu cái đó và vị đó suy tư về vấn đề đó, trí tuệ vị đó có thể chín mùi nhờ cái hỷ và vị đó có thể chứng sơ quả. Còn quý vị chưa hiểu thì chỉ đơn giản là cái trí mình chưa tới thôi. Thành ra là thôi chịu khó học thêm giáo lý để trí mình phát triển thêm, rồi về sau á mình quay trở lại bài kinh Sa Môn Quả mình có thể đọc hiểu và mình hoan hỷ được ha.